Số về trà xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video giúp về trà đeo ở góc phải video này có một nút đăng ký màu đỏ xin mời quý vị và bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ cho đó ấn vào chuông là quý vị và bạn đã đồng hành cũng như ủng hộ shop bằng cách đăng ký kênh và sẽ nhận được những video những clip mới nhất số bán ảnh gửi tới quý vị và bạn và video ngày hôm nay tiếp tục series đi những sản phẩm giá tốt giá xứng đáng để quý vị và bạn trải nghiệm sưu tầm trong thời gian này phải nói là một năm mà rất nhiều biến động và vào dịp cuối năm thì là dịp mà quý vị và bạn có thể trải nghiệm những cái sản phẩm giá cực kỳ tốt cực kỳ ưu đãi tại viettel radio thì ngày hôm nay em hân giới thiệu tới quý vị và bạn đôi loa tanoi tinh linh phiên bản đúp. đây là phiên bản thứ hai phát triển sau phiên bản giờ đúp đến từ nhà tanoi và đây là đen. Mà quý vị và bạn à, chỉ cần bỏ ra một mức giá à, rất là hợp lý Một mức giá dưới 50 triệu đồng Là quý vị và các bạn đã sở hữu đôi loa Tanoi Stingling Hadoop à, Tanoi thì quý vị và bạn nhắc tới luôn là một dòng loa quý tộc Một dòng loa anh em đánh giá là cao cấp Và có một mức giá có thể gọi là cao ngất ngưởng Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại để sở hữu đôi loa Tannoy linh hát đúp thì quý vị và bạn chỉ sẽ bỏ ra mức giá là 47 triệu đồng Cho đôi loa tinh linh này Và nếu quý vị và bạn trưng uh, bày cũng như kê ở dưới mặt uh, sàn hoặc ở dưới mặt đất Thì quý vị và bạn uh, nếu có nhu cầu chơi thêm chân zin thì shop có sẵn chân zin để phục vụ quý vị và bạn với mức giá À, cộng thêm chỉ là 3 triệu đồng cho đôi chân jean thôi Đó, một mức giá cũng rất là tốt Và quay lại à, sản phẩm chính ngày hôm nay Em hãy giới thiệu tới quý vị và bạn đôi loa Tanoi Stingling à, Ngày hôm nay vừa về tại Việt Trà Thì đôi loa này về từ Nhật Bản Quý vị và bạn có thể quan sát thấy là à, Đôi loa e-căng, cũng như thùng, à, vách gỗ Tất cả nó còn rất là đẹp, rất là mới à, Một sản phẩm rất xứng đáng để chơi Quý vị và các bạn ạ đó đôi loa đang còn uh, tình trạng rất là đẹp hàng uh, đẹp nguyên bản luôn và chúng ta sẽ có một cái chìa khóa ZIN này chúng ta cắm vào đây và chúng ta mở khóa ra đó ở phía trên thì quý vị và quan sát thấy tem uh, model là tanoi stingling rồi và khi mở uh, ra thì chúng ta sẽ có một cái đôi loa bát kiềng vàng uh, màng là màng giấy và À, gân là gân cao su rất là bền bỉ và nghe được đa thể loại nhạc cũng như phía trong quý vị và bạn quan sát thấy chúng ta sẽ có một cái họng kèn màu vàng và phía bên trong được phân bổ là dạng tổ ong cho âm sắc của giải chép cực kỳ sáng và rõ à, phía dưới thì quý vị và bạn quan sát thấy chúng ta có một cái tem uh, tanoi đi kèm này đó rồi em sẽ bỏ cái tem này ra sau đó em sẽ mở cái ra cho quý vị và bạn quan sát, ở đây chúng ta sẽ có những cái ốc uh, được mạ vàng, có dập chữ Tanoi ở, ở trên này, đó. Chúng ta sẽ mở cái này ra thì sẽ có một cái trải nghiệm uh, rất là cao cấp đến từ thương hiệu Tanoi, đó. Em sẽ đặt cái tâm biển này ở phía dưới này, cho quý vị và bạn tiện quan sát luôn. Đây, đấy, thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái âm. Um, Uh, sắc của giải chép bằng cách uh, tháo lắp uh, cái con ốc ở đây chúng ta sẽ có một con ốc điều chỉnh tần số cộng trừ của uh, giải chép ở đây, phía bên này sẽ là cộng 3db hoặc cộng 1,5 5 db phía bên này sẽ là giảm đi 1,5 5 db hoặc uh, là trừ đi 3db, đó một cái trải nghiệm rất là uh, uh, hay và rất là uh, được uh, Tanoi sử dụng đến tận bây giờ những cái model cao cấp nhất các model uh, GR cũng sử dụng những cái thay đổi bằng cách vặn cái con ốc ở phía này và tất cả những chi tiết của Tanoi thì đều được mạ vàng rất là đẹp rất là sáng luôn đó ngoài chúng ta trải nghiệm âm thanh tuyệt vời đến từ thương hiệu này chúng ta còn trải nghiệm được uh, vẻ đẹp đến từ thương hiệu này luôn đó và em cũng mở nốt e cái căng phía bên này ra quý vị và bạn cùng quan sát này đó chiếc bát bên này cũng đẹp như vậy và chúng ta cũng có tem như vậy đúng không đó sản phẩm về uh, rất là đẹp và rất xứng đáng để quý vị vào bạn chơi và sưu tầm và mức giá thì rất là tốt chỉ 47 triệu đồng cho đôi ta noi hát đúc thôi nhé và mọi nhu cầu mua sắm tư vấn với phép miễn phí cũng như giao lưu với sản phẩm audio xin mời quý vị và các bạn có thể liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại trên tâm biển hoặc có thể trực tiếp qua shop em trải nghiệm Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bạn ở video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.